Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điều Không Tưởng Rất vui được gặp lại các bạn Đây là video khoa học viễn tượng, khoa học giả tượng hay là khoa học ảo tưởng gì đấy Thì tùy các bạn tự kết luận Video này mang tính chất lá thiên về giải trí nhiều hơn Như chúng ta biết rằng là trong tương lai về lý thuyết Thì con người có thể là du hành thời gian Tức là có thể đi đến tương lai hay là quay về quá khứ thì à, vậy thì tại sao mà người tương lai người ta lại không quay trở lại thăm chúng ta đây là một câu hỏi được đưa ra ở khá nhiều cái group khoa học và các bạn comment rồi bình luận thảo luận cũng khá là nhiều mình thấy cũng hay hay cho nên là à, làm một video à, dựa trên các cái lập luận khoa học về lý thuyết à, để giải thích xem thử là tại sao mà người tương lai lại không quay lại thăm chúng ta À, thì như chúng ta biết rằng là Stephen Hawking đã từng tổ chức một bữa tiệc à, tại gia để mời à, những người ở tương lai tức là con cháu của chúng ta sau này đấy à, quay trở lại sự à, cái bữa tiệc bữa tiệc đó nhưng mà cuối cùng thì ông ấy đã thất vọng. À, Về lý thuyết thì nếu như ông ấy tổ chức cái bữa tiệc đó thì những người ở tương lai như là chúng ta à, thì sẽ biết rằng ông ấy tổ chức cái bữa tiệc đó và sau này À, vẫn được lưu truyền về sau cho nên là à, về cơ bản thì người tương lai sẽ biết rằng Stephen Hawking tổ chức cái bữa tiệc đó và à, nếu như họ có thể trở lại thì à, khả năng là họ sẽ đến dự tiệc được à, nhưng mà tất cả đã làm cho à, Stephen Hawking thất vọng vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao mà người tương lai lại không quay lại à, thăm chúng ta? Thì um, để giải thích cho cái vấn đề này thì chúng ta hãy xem qua cái thang đo cadastral Đây là cái thang đo uh, mà người ta đưa ra để phân cấp uh, các cái nền văn minh có thể uh, trong vũ trụ uh, Đó là cái thang đo này người ta phân cấp uh, các cái nền văn minh ra uh, 4 bậc Một cái nền văn minh bậc 1 Là cái nền văn minh mà có thể loài người có thể sống ở các thành phố ở dưới biển hoặc là các thành phố lớn lửng ở trên à, không gian à, con người có thể điều khiển được thiên nhiên và có thể là khai thác cả được tất cả các cái năng lượng trên à, địa cầu đó là nền văn minh bậc 1 và hiện tại thì người ta đánh giá rằng là nền văn minh của chúng ta đang nằm ở 0,7 cho đến khoảng 0,72 75 gì đấy và nền văn minh bậc 2 là cái nền văn minh mà con người có thể lấy được các cái năng lượng tư à, những cái ngôi sao khác để phục vụ cho cái hành tinh của chúng ta à, cho cái nền văn minh của chúng ta thì đó là việc người ta dùng các cái công nghệ à, bao quanh một hành tinh để rút hết các năng lượng khai thác hết các cái tài nguyên ở trên một ngôi sao à, cách chúng ta ở những cái nơi xa xôi và nền văn minh bậc ba là cái nền văn minh mà có thể à, sử dụng được năng lượng của cả một thiên hà thậm chí là sử dụng được năng lượng của cái hồ đen ở trung tâm thiên hà và nền văn minh bậc 4 là nền văn minh có thể à, sử dụng được năng lượng của cả vũ trụ và người ta có thể tưởng tượng ra thêm nền văn minh bậc 5 và bậc 6 như là các cái đa vũ trụ hoặc là những cái cách để tạo ra các vũ trụ thì đó là những cái tưởng tượng à, thêm mà thôi còn trong thang đo Kardashev thì chủ yếu là nói về bốn bậc của nền văn minh như vậy là chúng ta đã biết được là các cái bậc văn minh ở trong cái tiến trình phát triển ví dụ như loài người có thể phát triển đến một mức độ nào đó thì sẽ trải qua các cái bậc văn minh này. Vậy thì ở cái thời điểm nào thì người ta có thể chế tạo ra các cái cổ máy thời gian? thì theo như thang đo Carlsac thì trong vòng khoảng là 100.000 cho đến 1 triệu năm thì loài người có thể đạt đến được cái nền văn minh bậc 2 à, Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng thì có thể là 10.000 năm hoặc là 100.000 năm thì loài người có thể phát triển đến nền văn minh bậc 2 bởi vì như chúng ta thấy là công nghệ thì ngày càng phát triển cái công nghệ internet rồi là tất cả các công nghệ ý, ứng dụng ngày nay thì nó làm cho cái bước tiến của nhân loại à, đi rất là nhân à, Sự phát triển trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây Thì so với những cái thập kỷ trước Thì à, phát triển cực kỳ nhanh chóng Và về công nghệ thì nó có thể tạo ra các cái bước nhảy vọt Vì vậy mà rất có thể là 10.000 cho đến 100.000 năm Thì loài người có thể à, phát triển đến cái nền văn minh bậc 2 Vậy thì câu trả lời là Trong cái nền văn minh bậc 2 này thì như thang đô Palasep mà nói như vậy thì cũng đã tiết lộ cho chúng ta biết rằng là ở cái nền văn minh bậc 2 là có thể chế tạo ra được các cái cỗ máy thời gian. Đó là căn cứ trên cái giả định rằng à, loài người có thể à, đến một cái ngôi sao xa xôi để thu lấy năng lượng của cái ngôi sao đó trở về phục vụ cho các cái thành phố của hành tinh mẹ. Tôi à, ví dụ như có một cái ngôi sao nào đó nó cách chúng ta khoảng 1.000 năm ánh sáng đi. À như vậy là khá là gần so với là các cái đơn vị thiên văn thì con người muốn thu được cái năng lượng từ cái hành tinh đó chuyển về hành tinh mà thì người ta phải chế tạo ra các cái loại máy móc có thể di chuyển cực kỳ nhanh. Nhưng mà để di chuyển cực nhanh như vậy thì nó lại vi phạm cái thuyết tương đối. Có nghĩa rằng thuyết tương đối nó rằng là không có bất kỳ một vật chất nào có thể à, di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. À, vậy thì Tôi giả vờ rằng bởi vì trong vật lý thì người ta à, không cho phép chúng ta giả sử về một vật có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Bây giờ à, để tránh cái điều đó thì tôi sẽ giả vờ rằng chúng ta có một cái phi thuyền có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng đi. Thì với cái người mà ở trên phi thuyền đó để đi đến cái ngôi sao cần được khai thác năng lượng thì người ta có thể di chuyển à, gần như ngay lập tức có nghĩa rằng khi bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng thì bạn cũng giống như là một photon của ánh sáng và đối với photon thì nó không có khái niệm về thời gian đối với photon nó có nghĩa rằng à ừ, quá khứ hiện tại và tương lai cùng là một tức là từ khi vũ trụ sinh ra cho đến bây giờ thì cũng cùng một thời điểm đó là lý do vì sao mà khi một cái à, người được di chuyển ở tốc độ ánh sáng thì người ta lại không ra đi, có nghĩa là thời gian nó dừng lại t bằng không. thì đối với cái người ở trên phi thuyền đó khi mà đến được cái ngôi sao đó thì người ta sẽ à, không bị ra đi và người ta ngay lập dường như là ngay lập tức người ta à, để cái ngôi sao cần được khai thác và khi người ta khai thác xong thì người ta cũng di chuyển với tốc độ đó để quay trở về trái đất như vậy là à, hoàn toàn khả thi nhưng đối với những người ở trái đất để chờ người đó à, quay trở về đưa năng lượng về thì họ đã trải qua hơn 2.000 năm à, bởi vì là cái chờ cái thời gian để cái phi thuyền đó đến được cái ngôi sao đó mất 1.000 năm và quay trở về 1.000 năm và cần cái thời gian để khai thác năng lượng ở trên cái hành tinh đó nữa như vậy là à, mất cái khoảng thời gian 2 hơn 2.000 năm để có thể tiếp nhận được năng lượng từ một cái ngôi sao khác quay trở về trái đất. Điều này nó sẽ gián đoạn cái sự phát triển của cái nền văn minh à ở trên trái đất bởi vì các bạn phải chờ thời gian quá chứ là lâu. Vì vậy để đáp ứng cho cái vấn đề này thì người ta buộc phải chế tạo ra cái con tàu này phải đi ngược thời gian. Nó có nghĩa rằng là cái phi thuyền này xuất phát à đến cái hình tinh đó và khai thác năng lượng xong thì khi trở về thì họ sẽ trở về quá khứ của 1.000 năm trước à như vậy thì họ sẽ trở về kịp lúc à, để có thể à, đưa cái năng lượng à, mà họ nhận được à, về cho cái con người của cái thời đại đó để tiếp tục cái quá trình phát triển của cái nền văn minh đó nó à, kịp thời và nó liên tục để giải thích cho vấn đề này thì chúng ta hiểu như thế này À, đối với một vật thể có khối lượng càng lớn thì độ cong không thời gian ở xung quanh nó càng lớn. À, ví dụ như bạn à, đến một hành tinh lớn hơn à, trái đất này khoảng 1.000 à, lần chẳng hạn, thì khi bạn ở trên đó thì thời gian đối với bạn sẽ chậm hơn so với những người sống ở trên trái đất. À, và đặc biệt nếu như bạn tiến lại gần hố đen thì độ cong không thời gian ở quanh hố đen nó càng lớn hơn nữa. Cho nên cái việc mà bạn ở đó thì À, thời gian sẽ trôi càng chậm hơn và khi bạn quay trở lại trái đất thì trái đất có thể trải qua hàng nghìn năm rồi Như vậy là bạn đã du hành à, đi đến tương lai Thì về nguyên lý du hành đi đến tương lai là như vậy Đó cũng là lý do vì sao mà bạn lên một phi thuyền mà bạn à, di chuyển trong vũ trụ với tốc độ cực nhiên Thì khi bạn trở về thì bạn trẻ hơn so với những người sống ở trên trái đất lý do là bởi vì khi một vật di chuyển càng nhanh thì khối lượng của nó trở nên càng lớn. À, vì vậy mà khi mà khối lượng lớn thì độ cong không thời gian xung quanh cái vật đó thì à, càng cong. À, Chính vì cái độ cong càng lớn thì thời gian tôi càng chậm. đó là lý do mà người ta cứ bảo là cứ lên phi thuyền đi vòng quân vũ trụ sau đó quay trở về thì à, người ở trái đất đã già hoặc qua nhiều thế hệ trong khi à, người đi du lịch thì vẫn trẻ. Về nguyên lý thì nếu như bạn muốn trở về quá khứ thì cái phi thuyền của bạn sẽ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng Về lý thuyết thì việc bạn di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng sẽ làm cho cái không thời gian ở cái vùng đó bị đảo ngược Nó tương tự như việc bạn làm lông ga vậy đấy à, Nếu bạn nào làm ga mà làm lông ga mà dùng trực đũa mà lộn cái lông ga ra đấy và lúc này thì mặt trong của lồng ga, à, trở thành mặt ngoài và mặt ngoài trở thành mặt trong thì đối với trường hợp này tôi nói cho dễ hiểu như vậy à, chứ thực tế thì à, nó khá là phức tạp để chúng ta có thể tưởng tượng ra nó có nghĩa rằng tương lai thì nó trở thành quá khứ và quá khứ thì trở thành tương lai như một lần mà tôi nói trong một video trước đó là nếu như bạn du hành về quá khứ thì có nghĩa rằng tương lai của bạn đang đi về quá khứ À, thì điều đó nó có nghĩa rằng bạn đang đi đến tương lai hay là đi về quá khứ thì đây là cái câu trả lời tức là tương lai nó đã trở thành quá khứ và quá khứ nó đã trở thành tương lai để giải thích cho cái nghịch lý này thì người ta có thể đưa ra cái thuyết vũ trụ làm phát nó có nghĩa rằng mỗi lần mà bạn du hành về quá khứ thì nó sẽ sinh ra một cái vũ trụ song song tới đây thì tôi xin uh, một phút quảng cáo ở trên video này đó là tôi sẽ quảng cáo về uh, cái dự án Network. thì vừa rồi thì um, Pi đã được niêm yết ở một sàn ở Trung Quốc uh, với giá là 10 đô. tất nhiên cái sàn này người ta đưa ra cái giá 10 đô này ở trên sàn thì được giao dịch bằng các cái hợp đồng tương lai. nó có nghĩa rằng bạn muốn bán Pi ở trên sàn này thì bạn sẽ hợp đồng với uh, một người nào đó uh, muốn mua Pi của bạn và để uh, À, quý 4 của năm nay thì à thì các cái thanh khoản sẽ được thực hiện, tức là sẽ khớp lệnh là bạn trao pi và người ta sẽ trao tiền cho bạn. Với cái giá niêm yết là 10 đô la và có khi nó nhảy xuống là 8 đô la và có khi lên đến 12 đô la. Theo một cái thuyết âm mưu thì à sẽ có thể có khá nhiều là cá mập ở sau cái sàn này, mục đích của họ là muốn thu à, mua pi ở cái giá Hiện tại ở cái thời điểm này thì giá pi là à, khá rẻ cho nên là họ sẽ muốn thu à, một số lượng pi lớn bằng cái giá hơi này. À, và theo như dự đoán của tôi thì sẽ không chỉ cái sàn này nó lên và cái sàn này chỉ là tiên phong mà thôi, ở Trung Quốc sẽ xuất hiện khá nhiều cái sàn nữa cũng à, sẽ là à, gom pi bằng các cái hợp đồng tương lai như vậy. À, đây là một cái cơ hội lớn đối với cả cà mập ở Trung Quốc đó là một cái thông tin mà các bạn cần tham khảo vì vậy mà tôi muốn các bạn hãy tải Quốc network à, từ xe play hoặc là app store trên điện thoại và khai thác p với mã mời là nguyễn mộ nhân Picoin, à, gia nhập vào nhóm đào Pi của tôi tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn à, từ việc cài đặt cho đến các cái thông tin và theo dõi à, cái facebook của tôi để có thể biết được các cái thông tin mới nhất từ p network Hãy đọc vi đi, đi bởi vì cuối năm nay các bạn sẽ có tiền Thì như vậy là chúng ta đã biết được mà Cái nguyên lý của du hành thời gian Du hành đến tương lai hay du hành về quá khứ Thì nguyên lý nó như thế nào rồi à, Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái lý do Mà con cháu của chúng ta lại không quay trở về thăm chúng ta Thứ nhất là rất có thể họ đến nhưng mà chúng ta không biết tức là người tương lai người ta cũng có thể bắt buộc phải tuân theo các cái định luật của thời gian tuân theo các cái quy ước à, để người ta không can thiệp vào quá khứ bởi vì nếu người ta can thiệp vào quá khứ thì theo luật nhân quả thì à, người ta can thiệp đến cái nguyên nhân thì cái hệ quả thì ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người ta ở cái hiện tại của người ta vì vậy mà người tương lai buộc phải tuân theo các cái quy luật đó và họ không được phép can thiệp vào cái cuộc sống của những người trong quá khứ. Cái giả thiết thứ hai đó là rất có thể người tương lai người ta yêu cầu à những cái người ở cái quá khứ à, phải có một cái công nghệ như là ở cái tương lai của họ thì họ có thể chế tạo ra được một cái cổng thời gian. Họ cần ở phía bên kia cũng có một cái cánh cổng tương tự để họ có thể trở về thông qua cái đường hầm giữa hai cái cánh cổng đó. Thì ở cái thời đại của chúng ta lại không chế tạo được cái cổng đó, nó có nghĩa rằng ở cái thời đại nào đó của cái tương lai nào đó mà chế tạo được cái một cái cánh cổng đó thì những cái người ở cái tương lai xa hơn, à người ta có thể trở về ở cái thời đại mà chế được cái cánh cổng đó, ở cái thời đại của chúng ta à, không có cái cánh cổng đó, cho nên họ không quay trở về được. Có một giải pháp cho vấn đề này đó là họ có thể à, gửi các cái tín hiệu À, tương tự như là các cái photon tông à, trong đó được mã hóa các cái tín hiệu để trao cho chúng ta công nghệ để chúng ta có thể chế tạo được cái cổng đó hay không nhưng mà à, bằng với trình độ của chúng ta thì rất có thể à, dù họ có gửi thì chúng ta cũng không thể giải mã được các cái tín hiệu đó vì vậy mà họ không thể nào mà trở về ở cái thời điểm hiện tại được một cái giả thiết thứ ba nữa là họ thấy rằng cái thời đại hiện tại của chúng ta đây là quá là bình thường phát triển bình thường và không có gì đáng quan tâm cả vì vậy mà họ không cần phải quay lại bởi vì các cái lịch sử các cái ghi chép các cái lưu trữ về thông tin của chúng ta thì họ có thể thông qua các cái lưu trữ của chúng ta và họ biết được cái quá khứ nó diễn ra như thế nào bởi vì với công nghệ internet hiện tại thì tất cả đều được lưu trữ À, vì vậy mà họ không cần nhất thiết phải về thăm chúng ta họ có thể à, thăm những cái thời đại cổ xưa hơn à, khi mà à, à, lịch sử chưa được ghi chép chưa được lưu trữ à, kỳ lưỡng như là thời đại của chúng ta cái giả thiết tiếp theo đó là cái giả thiết về cái cuộc sống của chúng ta cái thế giới của chúng ta rất có thể chẳng có người tương lai nào cả bởi vì à, cái thế giới này à, rất có thể là thế giới ảo đây là một cái lý thuyết mà dựa trên các cái lập luận logic khá là thuyết phục nhưng mà à, vẫn chưa bao giờ có một bằng chứng nào để chứng minh được cái điều đó về lý luận thì nó như thế này ở cái nền văn minh của chúng ta à, con người của chúng ta phát triển đến một ngày nào đó thì rất có thể chúng ta sẽ giả à, dạ lập được một cái thế giới giống như là thế giới thật của chúng ta và chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều cái thế giới ảo như vậy tức là các cái giả lập như vậy để chúng ta thử nghiệm các cái à, biến đổi, các cái biến chứng. Ví dụ như chúng ta có thể tác động một vài à, cái tác động bên ngoài vào trong cái thế giới đó để xem phản ứng của cái thế giới đó nó xảy ra như thế nào. Ừ. Ví dụ như chúng ta có thể à, biến đổi khí hậu của trái đất đi hoặc là tạo thêm nhiều cái hành tinh giống trái đất ở trong cái à, vũ trụ mà chúng ta giả lập đó để xem phản ứng à, các cái nền văn minh này nó phát triển như thế nào và cứ mỗi cái lần mà chúng ta thử nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thế giới ảo à, trong máy tính như vậy và chúng ta có thể thử nghiệm ở hàng tỷ tỷ cái máy tính với hàng tỷ tỷ cái thế giới ảo và tiếp theo đó thì các cái nền văn minh ở trong các cái thế giới ảo đó họ cũng sẽ phát hiện theo hướng của họ và đến một ngày nào đó họ cũng sẽ tạo ra được các cái thế giới ảo ở trong máy tính của họ À, và họ cũng thử nghiệm giống như chúng ta vậy rồi các cái thế giới ảo mà được các cái thế giới ảo tạo ra đó người ta cũng bắt đầu phát triển và cũng có thể giả lập ra à như vậy là chúng ta ta có thể có là tỷ 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 rất là nhiều tỷ à, thế giới ảo và trong khi đó thì chỉ có một thế giới thật ở ban đầu mà thôi như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng xác suất mà chúng ta sống trong cái thế giới thật thì nó sẽ là một phần của tỷ 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 rất là nhiều tỷ ừ. nếu mà xét về sản xuất thì gần như là bằng không là chúng ta đang sống trong thế giới thật xin nhắc lại là đây là một kiểu suy luận logic mà thôi chứ chưa bao giờ à, mà có một ai chứng minh được điều này nếu như các bạn xem bộ phim tầng 13 à, nếu gõ Google đấy thì các bạn sẽ hiểu hơn về vấn đề này như vậy thì à, nó có nghĩa rằng là cái người ở tương lai chính là những cái người mà tạo ra thế giới ảo. Tức là cái người đó là con cháu của chúng ta. Và tạo ra cái thế giới ảo là chúng ta. Chắc có thể họ là một cái sinh viên nào đó hoặc là một người lập trình nào đó là ai đó. À, vì vậy mà chúng ta không nhìn thấy được cái người tương lai đến với à, thăm chúng ta. Cái giả thiệt cuối cùng đó là giả thiệt rằng chẳng có người tương lai nào cả. à, yeah. Chúng ta không thể nào chế tạo ra được các cái cỗ máy di chuyển ngược thời gian à, Đây là một cái giả thiết à, đơn giản nhất Tức là à, Cái việc du hình à, về quá khứ là bất khả thi Cho nên chúng ta Không thể nào mà gặp lại cái người tương lai Và cuối cùng thì tôi cũng không quên nhắc các bạn là Hãy đào Pi Bởi vì Pi chính là tương lai Và các bạn sẽ có tiền vào cuối năm nay Tôi có thể khẳng định với các bạn như vậy À, chúc các bạn có một ngày tốt lên xin chào và hẹn gặp lại